Vâng, xin chào tất cả anh chị. Vâng, chào tất cả những anh chị đã và đang theo dõi ủng hộ Tượng Gỗ Trung Kiên. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ đưa lên cho anh chị cùng ngắm nhìn hai cụ Long Quy. Vâng, hai tuyệt phẩm luôn anh chị nhé. Vâng ạ, nói là hai tuyệt phẩm thì cũng không hề quá một chút nào đâu. Lát nữa em sẽ cho anh chị ngắm nhìn chi tiết kỹ tác phẩm hơn để cho anh chị chúng ta sẽ cùng mà thấy được cái nét đẹp của tác phẩm của chúng ta như thế nào anh chị nhé. Và nhân tiện đây ạ thì em cũng xin giới thiệu tới anh chị luôn là trong video này em có hai cụ Long Quy mới hoàn thiện xong, muốn đưa lên giới thiệu tới anh chị. Bởi vì em thấy có rất là nhiều anh chị có nhu cầu tìm kiếm chơi những cái tác phẩm tượng Long Quy như này. Đấy, có rất là nhiều anh chị luôn nhá. Mà em sẽ đưa lên để có thể phục vụ được cái nhu cầu của những anh chị đó. Vâng, và hai tác phẩm này đều chế tác trên chất liệu gỗ nu ngọc nghiến chị nhá. Và một chất gỗ thì cực kỳ là chắc gỗ và siêu nặng luôn, mà một chất gỗ rất là sáng màu anh chị ạ. Và ý nghĩa của cụ Long Quy thì luôn luôn là đi kèm với cái ý nghĩa là trấn trạch trừ tà rồi. Và cái bên cạnh đó thì còn đem lại cho chúng ta rất là nhiều phước lành, những nhiều lộc lá, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn chú Long Quy đầu tiên ạ. Vâng, tác phẩm của chúng ta còn rất là nặng gỗ luôn chị nhá. Và siêu to ạ. Vâng, một người thì sẽ không thể nào mà nhấc nổi cụ lên đâu ạ. Vâng, rất là nặng luôn chị nhá. Vâng, thế nên mà nếu anh chị nào muốn có chốt tác phẩm này ạ, khi nào bên em có gửi hàng thì anh chị hãy chuẩn bị sẵn hai người nhá. Vâng, cứ chuẩn bị trước hai người để có thể khiêng được cụ vào nhà đấy ạ. Vâng, cụ Long Quy của chúng ta thì đang cưỡi trên mình những con sóng chị nhá. Vâng, cưỡi trên mình những con sóng dữ đây anh chị nhìn thấy không ạ? Vâng, những sóng cuồn cuộn đây, nhưng cụ Long Quy của chúng ta có thể cưỡi hiên ngang băng qua anh chị nhá. Đây ạ, cụ Long Quy phía trên lưng anh chị có thể nhìn thấy là phía trên lưng này có những đường hoa lu đấy, rất là tuyệt vời luôn ạ. Bông hoa lu đang ở phía trên lưng nhá. Vâng, và mai của cụ Long Quy này bên em làm trơn ạ. Bên em đục mai trơn để có thể nhìn rõ được hơn những cái bông hoa lu ở phía trên lưng của cụ đấy ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng ngắm đến thần thái của cụ anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy không ạ? Thần thái của cụ Long Quy của chúng ta đây, một cái đầu rồng đúng không ạ? Đầu con rồng được chạm khắc lên hết sức là tinh tế và tuyệt vời luôn đúng không ạ? Anh chị có nhìn rõ không ạ? Vâng, nhìn rất là tuyệt vời anh chị nhé. Những chi tiết rất là nhỏ, ví dụ như là râu của chú rồng của chúng ta đấy ạ, râu đây, cũng như những cái bộ lông bờm ở phía bên dưới này cũng được chạm khắc rất là tỉ mỉ và tinh tế. Những chiếc sừng phía bên trên của cụ đây ạ, chiếc sừng cũng được chạm khắc rất là tỉ mỉ, rất là nhọn luôn chị nhá. Và phía dưới này chúng ta có thể nhìn thấy được là bốn chân của cụ có những chiếc vảy kép thôi chị nhá. Vảy kép đây ạ, được chạm khắc tơi kinh bông lên, bên em sờ hoàn toàn có thể thấy được cái độ tơi và kinh bông của tác phẩm ạ. Vâng, bốn chân. Tiếp theo em sẽ quay phía mặt sau cho anh chị cùng ngắm nhìn. Đây ạ, hàng tuyệt phẩm luôn chị nhá. Đấy, tác phẩm phải lặng quá, em đang cầm bộ tay để em xoay cũng hơi khó. Cụ đặt ở trên bàn xoay của em thì khiến bàn xoay của em cũng rít hơn nên khó xoay cho anh chị xem hơn. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, anh chị vừa cùng với em ngắm nhìn kỹ hơn về cụ rồi. Do đang em chỉ quay có một mình thôi, thế nên là di chuyển xung quanh, phía xung quanh cho anh chị ngắm nhìn rất là vất vả và khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên dù sao thì em cũng vừa cho anh chị ngắm nhìn được phía sau của cụ rồi. Vâng, cụ Long Quy đầu tiên này bên em sẽ đánh mã là 01 luôn cho anh chị dễ hình dung ạ. Vâng, và cụ Long Quy số 1 này có kích thước chiều ngang 82, chiều sâu 55 ạ. Và chiều cao của cụ là 26 chị nhá. Giá mà giao lưu của cụ bên em đang bán là chỉ có 11 triệu đồng mà thôi ạ. Vâng, 11 triệu đồng cho một cụ Long Quy to đẹp tuyệt vời như thế này. Và một cái phôi gỗ rất là lớn chị nhá. Một phôi gỗ để chế tác lên cụ thì rất là lớn ạ. Hàng đục liền khối 100% và là hàng nghệ nhân đục, hàng đục tay chị nhá. Vâng, nếu anh chị nào ưng tác phẩm cụ Long Quy 01 này thì hãy comment xuống bên dưới giúp em. Vâng, comment chốt kèm theo số điện thoại của anh chị để bên em có thể liên hệ xin địa chỉ và gửi hàng cho anh chị ạ. Vâng, và với hàng với cụ Long Quy này thì những anh chị nào mới giao lưu lần đầu bên em thì nếu mà muốn chốt ạ thì hãy cọc giúp bên em một chút để bên em có thể đảm bảo để giao hàng cho anh chị nhé. Vâng, đấy là với những anh chị giao lưu lần đầu bên Trung Kiên bọn em thôi ạ. Vâng, và số điện thoại quen thuộc của bên em là 0822 338 345 và 0944 812 986 ạ.
Vâng, và anh chị đừng rời mắt khỏi màn hình nhá. Vâng, chúng ta vẫn còn một cỗ long quy nữa để chúng ta còn ngắm nhìn cơ. Vâng, ngay bây giờ em sẽ di chuyển cỗ long quy thứ hai lên cho anh chị cùng ngắm ạ. Vâng anh chị, đây cái đoạn này là ánh nắng đang chiếu đây nhá, để ánh nắng đang chiếu đây nhìn nó sáng lóa thôi đấy. Tác phẩm này của chúng ta cực kỳ là bóng luôn đấy, ánh đèn soi vào được một sáng lóa luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cỗ long quy thứ hai ạ. Vâng, và đây xin giới thiệu tới tất cả anh chị, đây là cỗ long quy thứ hai trong video lần này ạ. Vâng, như chúng ta có thể thấy được cỗ long quy thứ hai so với cỗ long quy thứ nhất này thì kích thước của cỗ to lớn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, to lớn hơn rất là nhiều. Không những thế, chúng ta để ý phía bên dưới của cỗ đây, chúng ta còn có thêm một viên ngọc rất to ở phía dưới ạ. Vâng, một viên ngọc cũng rất là lớn nhá, anh chị nhìn đấy ạ. Tay của em đây, em đặt đây. Vâng, viên ngọc cũng rất là bự luôn đấy, siêu khổng lồ luôn chị nhá. Vâng, quay trở lại với cỗ long quy của chúng ta. Vâng, cỗ long quy của chúng ta cũng được chế tác với hình dáng là một chiếc mai trơn nhé chị nhá. Vâng, mai trơn. Vâng, như em đã giới thiệu từ cỗ long quy vừa rồi, mai trơn để cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn được những cái đường hoa lu. Vâng, những đường hoa lu của chất gỗ của chúng ta phía trên lưng của trên mai của cỗ nhé chị nhá. Vâng, và tiếp đến là thần thái của cỗ đây, chị nhìn thấy không ạ? Vâng, một cái khuôn mặt, một cái thần thái cực kỳ là tuyệt vời luôn. Vâng, tác phẩm này của chúng ta mà đặt ở trong nhà thì cái khả năng trấn trạch trừ tà của tác phẩm ạ thì cực kỳ là tuyệt vời luôn chị nhá. Vâng, khả năng xua đuổi tà dữ với tác phẩm này ạ thì không có gì phải bàn luôn. Vâng, với cái diện mặt của tác phẩm đẹp như thế này cơ ạ. Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, trên khuôn mặt của cô chị nhìn thấy có là những cái đường vẩy đấy ạ. Vâng, những chiếc vẩy, những đường vây rất là đẹp luôn. Phía chân của cụ đây là những chiếc vảy kép. Vâng, những chiếc vảy kép cũng được đục tơi và kênh bồng lên anh chị nhá. Vâng, những chiếc móng rất là sắc nhọn của chân cụ đấy ạ. Vâng, dưới chân cụ. Và cũng như tác phẩm đầu tiên, cụ cũng đang cưỡi trên mình những con sóng. Vâng, những con sóng rất là lớn anh chị nhá. Phía dưới chân của cụ đây là những cái đợt sóng, những cái con sóng rất là lớn, siêu to khổng lồ luôn. Cụ đang cưỡi nhá. Vâng, cưỡi lên trên đấy ạ. Vâng, do cụ này khá là to, em đặt trên bàn xoay thì bàn xoay thì xoay khá là khó khăn, thế nên là em sẽ di chuyển camera ra cho anh chị nhìn nhá. Đây là phía bên cạnh của cụ đấy ạ. Vâng, phía mặt cạnh của cụ đây chúng ta có thể nhìn thấy được là hình thù của những con sóng này được những người nghệ nhân bên em chạm khắc rất là sống động, rất là giống những con sóng thật luôn đúng không ạ? Và đây là phía mặt sau nhá. Vâng, phía mặt sau là một chiếc đuôi của cụ đây, một chiếc đuôi rồng đúng không ạ? Một chiếc đuôi rồng cũng có những chiếc vảy kép được đục rất là tơi và kênh bong lên. Vâng, như vậy thì em vừa xoay được một vòng cho anh chị rồi. Vâng, cho anh chị ngắm nhìn được một vòng của cỗ long quy này của chúng ta rồi ạ. Và em sẽ xin thông báo kích thước cho tác phẩm. Cỗ long quy thứ hai này có kích thước chiều ngang 95, chiều sâu 74 và chiều cao là 28 ạ. Và giá cho tác phẩm này bên em đang giao lưu với giá là 16 triệu đồng anh chị nhé. Vâng, 16 triệu đồng. Những anh chị nào muốn chốt tác phẩm này thì hãy comment chốt và đừng quên số điện thoại đi kèm để bên em có thể chủ động liên hệ lại ạ. Vâng, như vậy chúng ta vừa đi ngắm nhìn xong hai tác phẩm, hai cỗ long quy trong video lần này rồi. Nếu anh chị có bất cứ yêu cầu hay có thắc mắc, đóng góp ý kiến gì hãy cứ comment xuống bên dưới giúp bên em ạ. Và đừng quên nhấn đăng ký và thích video này nếu anh chị cảm thấy tác phẩm bên em đẹp. Và những cái lượt thích của anh chị đó là chính là những cái lời động viên rất là lớn được cho những người nghệ nhân bên em và những người MC bên em có thể cho ra mắt những cái tác phẩm đẹp và tuyệt vời hơn nữa nhé chị nhé. Vâng, và đừng quên số điện thoại rất là quen thuộc của bên em 0822338345 và 0914812986 anh chị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.